Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của 5 con bò. Ở đây thì có con cái tơ này thì nó chuẩn bị phối tinh. Con này thì được 14-15 tháng rồi cô chú anh chị và các bạn. Chân móng nè, rúng nè. Ở đây thì sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Sái tích, sái lưng, sái mặt hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con này lỗ tai nhỏ. Con này thuộc về cái dòng Bosin. Bosin tơ và hiện đã chuẩn bị được phối tinh. Con này chuẩn bị lên giống phối tinh ha. Bây giờ em xin báo cho bà con cô bác anh chị tổng 5 con bò ở đây. Thì hiện bây giờ chủ nhà xin báo giá bán cho bà con cô bác anh chị với cái giá là 16.500.000 một con. Là ở đây có 3 con cái Bosin. Con này thì được 8 tháng ha. Con này 8 tháng. Còn con này thì 15 tháng. Đó. Con này thì rúng yếm nè. Rúng nè, chân móng nè. Đó. Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con này thì được tầm 12 tháng. Đó, ba con này là ba con bò cái Bosin. Con này thì chân móng đi đứng hoàn thiện. Tay của chú anh chị và các bạn. Bò thì không ốm ha. Đây, từ mặt mày, lưng vai, chân móng đi đứng đều hoàn thiện hết. Không áp xe, không xuống rúng, xuống ruột gì hết của chú anh chị và các bạn. Thì tổng 5 con bò ở đây có một con đực 3B. Có một con đực 3B lỡ ha. Đây, có một con đực 3B lỡ. Và tổng 5 con bò nãy đây, theo em quan sát thì đi đứng hoàn thiện hết, chân móng hoàn thiện hết nha của chú anh chị và các bạn. Và ở đây có một con 3B phối tinh được bao nhiêu ngày rồi? Con này phối tinh được bao nhiêu ngày rồi? 27-28 ngày của chú anh chị và các bạn. Con này thì 3B phối tinh được 27-28 ngày rồi. Đó, có con 3B. Và đây có con 3B đực. 3B này 3B cái nha. Ở cổ này thì anh bác sĩ thú y á, người ta chích thuốc á, áp xe thuốc nó chưa có tan. Đây thì chỗ này chú anh chị và các bạn thấy rõ ha. Này là áp xe thuốc ngay cổ nè. Đó. Ở đây thì chân móng đi đứng hoàn thiện của chú anh chị và các bạn. Tổng 5 con bò nãy đây. Thì bây giờ anh chủ nhà xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác anh chị. Mỗi một con có giá là 16.500.000. Là bán xô hết thì cái giá đó nha. Bán xô hết thì giá 16.500.000 một con. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua hết một bầy thì cứ liên hệ ngay và liền với em ha. Ở đây thì 16.500.000 một con, tổng 5 con. Đó, trong đây có một con này 15 tháng chuẩn bị phối tinh. Con này 8 tháng. Đó, cũng như là Bosin, chân móng đi đứng hoàn thiện hết nha. Còn con này 12 tháng. Này rúng yếm nè, đầy đủ hết nha. Đó, rúng này nữa nè. Chân móng nè. Con này được 12 tháng, còn con này được con được 3B được 8 tháng. Con được 3B 8 tháng nè. Còn con cái 3B này thì tình trạng nó là tơ chưa đẻ lứa nào. Và con này thì mới phối tinh được 20 mấy ngày. Đó. Và giá bán của mỗi con có giá là 16.500.000 tổng 5 con nha. Còn ai có nhu cầu mà mua lẻ thì em sẽ báo giá khác nha của chú anh chị và các bạn. Còn nếu mà mua hết 5 con này ở đây thì mỗi một con có giá là 16.500.000 một con. Tổng 5 con. Đó, cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được 5 con bò này. Ở trong đây thì có một con cái này thì chuẩn bị phối tinh. Tơ chuẩn bị lên giống, chuẩn bị phối tinh nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, bà con cô bác anh chị ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền với em. Con này thì chiều cao tại phía sau khu nó khoảng 1m3 bò. Ha, ngay phía sau khu này khoảng 1m3. Còn con này thì khoảng 1m17-18. Sái tích nghiêm chỉnh ha. Còn con này là khoảng 1m2 tại phía sau khu. Còn con đực 3B này thì chân móng đi đứng hoàn thiện ha. Con đực 3B này cu giái cũng hoàn thiện luôn. Đó, thì chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m2. Cái này là do nó trầy da. Nãy cột nó lại á, rồi nó chạy vô cái máng này nó bị trầy da nha. Đó thì cũng quay rõ cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem luôn. Đi đứng thì hoàn thiện ha. Còn bà 3B này thì tình trạng của nó thì phối tinh được hai mấy ngày rồi. Thì có phối tinh thì ở đây thì ta báo là có phối tinh nha. Chứ để nhiều khi bà con của bác anh chị mà ta mua về chúng ta mừng thịt đó.
rồi lỡ nữa có thai tội nghiệp nó. Đấy thì tổng 5 con bò này đây thì chủ nhà bán với giá là 16 triệu rưỡi một con. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Khi mà giao bò đến thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra và dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra tình trạng đi đứng của con bò mới thanh toán tiền. Tổng 5 con bò ở đây, mỗi một con có giá 16 triệu 500 ngàn. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây. Mong là bà con cô bác anh chị sớm em mong là sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ quý cô chú anh chị và các bạn nha. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp.